Rồi, À, chào anh chào Linh tất nha. cả anh Hôm em nay nha. mới Thì về cái hôm nay mẫu em mới mới anh. về cái mẫu cưa mới, Cưa mới. cưa của Nhật. Cái mẫu này Cán mẫu mới gỗ. nè, mẫu Nhật Xài đã lắm anh em ơi. Em có test rồi, xài rất ok luôn. Ngoài cái cưa á, thì trong clip này còn có nhiều cái mẫu sản phẩm khác. Ví dụ như dao ghép nè. À, dao ghép cũng hàng Nhật luôn anh em. Cưa này mới về cái mẫu Nhật nè. Rồi kéo nè. À, rồi kéo cắt cành rồi kéo tỉa đây. À, dao ghép của hàng Nhật nên hàng thương hiệu của Nhật luôn. Hàng Watashi anh em. À, thì chút em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em xem. À, ngoài ra có cạp, kéo cắt cành, kéo tỉa và cạp, cặp xéo, cặp tròn. Rồi có cả là cưa của Hàn Quốc. Rồi cưa nách của Nhật. Và một số cái loại cưa hàng qua sử dụng, hàng của Nhật, do nội địa Nhật anh em, hàng bãi, Nhật bãi. Thì trong cái thùng đó thì chút em sẽ giới thiệu kỹ cho anh em xem để anh em giao lưu luôn. À, có cả là kéo cắt cành hàng bãi nữa nữa nha anh em. Đó, thì em sẽ giới thiệu chi tiết với các anh em. Thì như mọi khi thôi, anh em sẽ khi mà nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng và test hàng trước khi thanh toán nha anh em. Đó, thì em sẽ bao ship cái đơn hàng nào trên 200 ngàn em sẽ bao ship nha anh em. Đó, thì đầu tiên em sẽ giới thiệu mẫu cưa của Nhật. À, chiều dài là 16 phân. À, này cái form của nó giống cái mẫu cưa của Đài Loan, nhưng mà cái chất thép của nó lại khác, nó sáng loáng, nó không có giống như là cái mẫu cưa Đài Loan, nó đen sậm, nó đen mà dạng nhìn đen óng ánh anh em. Nhưng mà cái mẫu cưa của Nhật này á thì cái lưỡi này, nó sáng luôn anh em. Đó. Đây, Made in Japan anh em nha. À, mẫu cưa của Nhật chiều dài là 16 phân. Thì cây này giao lưu với các anh em là 180 ngàn. Thì em sẽ bơm bao ship những cái đơn hàng nào trên 200 ngàn. 180. À, khi mà anh em mua thì anh em chỉ việc trả 200 ngàn thôi. Nếu mà anh em mua một mình nó thì anh em chỉ việc thanh toán 200 ngàn thôi. Tại vì 200 ngàn đã bao ship rồi. Còn trường hợp nào anh em á, mua kèm những cái sản phẩm khác thì chỉ là 180 ngàn thôi. À, 180 ngàn ha. Chưa bao gồm phí phí ship. Anh em mua một mình nó thì 200 ngàn. À, em sẽ bao ship. À, đây, à, nó có những cái lẫy khóa lại ha. À, dạng cưa gấp. À, rồi rất là đẹp, cái mẫu này 180. À, tiếp theo nữa là một cái dao ghép. Dao ghép này thì cái hàng thương hiệu của Nhật, Watashi. Cái mẫu này thì em giới thiệu cũng rất là nhiều rồi. À, cái dao ghép này á, giá giao lưu là 220 ngàn. À, đồng nghĩa với việc là em bao bao phí ship nha. À, hiệu Watashi, hàng thương hiệu của Nhật luôn. À, Watashi. À, hàng chất lượng, cầm rất là chắc chắn và sắc bén ghê lắm nè. À, cái thép này nó kinh khủng lắm. 220 ngàn nha, em sẽ bao phí ship. Hàng đã lên nè, nó bén ngọt rồi đó. Bén cắt rất là bén. Đó. Ghê nè, rất là bén ha. À, 220 ngàn, em sẽ bao phí ship luôn. Đó, một con dao ghép hàng Nhật hiệu Watashi, 220 ngàn, em sẽ bao phí ship. Rồi, tiếp theo nữa là cái mẫu kéo tỉa nè, chiều dài là 21 phân. Cái mẫu này thì em giao lưu rất là nhiều, bán rất là chạy luôn. Rất là chạy anh em, chiều dài 21 phân, cán bằng inox đinh tán anh em thấy không, sắc nét đó. Rồi đặc biệt là nó có răng chống trượt trên cái lưỡi anh em nha. Đó. Cái mục đích là khi mà anh em kẹp anh em bấm những cái tỉa, những cái cành mà trong xa này, trong ngóc ngách đó, nó không có bị tuột cái cành về trước, anh em rất là dễ bấm. Còn kéo tỉa mà nó không có cái răng chống trượt á thì anh em bấm bên trong đó, nó dễ bị tuột cái cành về trước á, nó khó bấm. Đó. Thứ hai nữa là cái kéo cắt, kéo tỉa là 80 ngàn nha. À, kéo cắt này thì là 180, khi anh em mua một cặp này là 260 em sẽ bao ship. Đây là cái mẫu Nhật, Made in Japan, không phải là mẫu Sada nha anh em đừng nhầm nha. Giống form thôi nhưng mà thực sự không phải là mẫu Sada. Mẫu Sada nó rất nhiều loại, 4 5 loại. Anh em dễ bị nhầm lắm, nhưng mà riêng cái mẫu này á
nó chỉ có một loại. Dạ. Nhưng mà nó chỉ có là khác nhau ở chỗ là một cái là lưỡi trắng và một cái là cái lưỡi của nó là màu vàng. Đó, nó khác nhau vậy nên em. Đó, khi anh em mua một cặp thì em sẽ bao ship một keo cắt thì 180, keo tỉa thì 80, một cặp là 260 em sẽ bao phí ship. Rồi tiếp theo nữa thì em còn hai cây cưa Đài Loan. Đó, cái cưa Đài Loan này là 160 một cây. Đó, cái form nó giống cái cưa Nhật hồi nãy không, nhưng mà cái lưỡi của nó không được bóng, không được sáng như cái cưa Nhật hồi nãy ha. Thì cái này cái chỉ 160 thôi, cũng là chiều dài 16 phân. À, giá cho lưu là 160.000. Rồi tiếp theo nữa là cái cạp 160 là em chưa bao ship nha anh em. Em được bao ship đơn hàng nào trên 200.000. Rồi, tiếp theo nữa là cạp. À, cạp xéo nè anh em. À, lúc này tịch cửa khẩu anh em không có nhập được cạp xéo đa năng, chỉ còn cạp xéo thôi. Nè anh em thấy không? À, hai cái lưỡi nó rất là sát với nhau. À, đây. À, hàng mới 100%, hàng rất là bót, chiều dài là 21 phân, giá giao lưu là 370.000 một cây ha. Em sẽ bao phí ship. Đó, thì trên 200.000 là em bao ship rồi. Thì cây này 370. Còn tiếp theo nữa là cặp tròn. Cặp tròn thì chiều dài cũng là 21 phân. Đó, giá giao lưu là 380. Đây, à, cặp tròn. À, cái họng nè, nó rất là đều với nhau vậy ha. Đó anh em, đây là hàng lựa. Nên có giá 380, răng cỏ nó rất là sát với nhau vậy đây. Đó. Thì anh em có quyền kiểm tra hàng và test hàng như em giới thiệu ha. Này bấm ok. 380.000. Bao luôn phí ship ha. Chiều dài 21 phân. Đó. Thì ngoài ra, ngoài những cái dụng cụ này á, thì em có cả là cưa nách Nhật. Đó. Cái cưa này á là dùng để chúng ta cưa trong kẹt, trong ngóc ngách. À, chiều dài là 21 phân. À, made in Japan, chiều dài là 210 mm. Đó. Đây. À, các cái răng cưa nó luyện một chất thép màu khác nha này. Màu nó đen. À, cái cưa giống như là cái lá lúa vậy á, để cưa trong ngóc. Thì cái cây cưa nách Nhật thì giá giao lưu là 170.000 ha. Rồi tiếp theo nữa là cái cưa Hàn Quốc. Nhắc lại nha anh em, cái cưa nách là 170 nha, cưa nách của Nhật á, chiều dài 21 phân là 170.000. Rồi tiếp theo là cái cưa, đây là cái cưa Hàn Quốc. Cưa Hàn Quốc nha anh em. Chiều dài của cái cưa này á là 21 phân. 21 phân nha anh em. 210 nè, 21 phân. Cái giao lưu của cái cây cưa này là 230.000, đồng nghĩa với việc là em sẽ bao phí ship 230.000 một cây ha. Giá quá rẻ, quá mềm, cưa chất lượng lắm nè. Anh em được quyền kiểm tra hàng như gì em giới thiệu ha, và anh em test hàng luôn, bảo đảm anh em cầm vô là anh em cưa là ưng cái đồng tiền liền, ưng cái bụng liền luôn. Rồi chiều dài là 21 phân, cưa Hàn Quốc ha. À, giá rất ưu đãi luôn. Đó, nhìn nó rất là đẹp, sáng loáng, anh em có dục ngoài vườn dễ kiếm. Đó, rất là dễ kiếm ha. Đây có một thêm đây, một thùng dưới đây nữa ha. Rồi ngoài ra thì em còn có là cưa bãi, hàng bãi Nhật. Đó, còn mấy cây nè, giao lưu giá mềm cho anh em chơi luôn. Cây này 100.000 nha, 100.000. Cây này chiều dài là 20 phân. Đó, chưa có đánh nha anh em, nhưng mà cái quan trọng là cái chất thép và cái lưỡi, cái răng của nó anh em còn rất là sáng ha. Đó, còn cái bên này ấy là dục ngoài nắng ngoài mưa ấy, ngoài hàng bãi mà anh em, nên chưa có đánh. Đó, chiều dài là 20 phân, của cái lưỡi là 20 phân, giá giao lưu là 100.000 nha, 100.000 một cây. Đó, còn đây là cái mẫu mà nó dài hơn. À, giá là 110, nó dài hơn cái cưa hồi nãy. Cái này về chiều dài của lưỡi là 22 phân. À, đây anh em, cưa này thì còn ngon hơn hồi nãy. À, răng cỏ là sáng loáng nha anh em. Chưa đánh ha. Này anh em càng xài nó càng sáng nha. Do dục người ta dục trong bãi đó. À, nên nó bị rỉ. Nói chung nó bị ten á. À, về anh em càng xài nó càng sáng nha. À, cây này giá 101. Rồi, hai cây còn cây này á thì cũng là chiều dài 22 phân luôn. Nhưng mà cái lưỡi của nó là không phải dòng lưỡi mịn, mà cái lưỡi của nó, cái răng của nó là răng lớn. Đó, còn rất là sáng ha. À, hàng Nhật anh em nói rồi.
càng xài nó càng sáng, càng xài càng bén nha. Đó, anh em thấy không? À, chiều dài là 22 phân, cây này giá giao lưu là 120 nha. À, cây cua hàng bãi thì theo thứ tự số 1, số 2 và cây này là cây số 3 nha. Anh em chốt cây nào thì anh em cứ đọc số là em hiểu rồi. 1, số 2 và số 3. À, 1, số 2 và số 3. Đó. Rồi cây số 1 á là 101, cây số 2 101 và cây số 3 là 120.000. Ngoài ra thì em còn cái kéo, mà cái kéo hàng bãi nha anh em, bãi Nhật. À, vừa mới đánh lên. À, hàng bãi Nhật còn một cây nè, đó. Sáng loáng luôn anh em nha. À, sáng loáng luôn. Đây. À, vừa mới đánh lên ha. À, vừa mới vệ sinh lại. À, anh em thấy không? Đây. Hồng nè. À, sáng loáng ha. Thì cây này giao lưu giảm giá kịch sàn cho anh em chơi luôn là 280.000. 280.000 bao luôn cả phí ship nha. À, một cây, còn một cây duy nhất ha. Một cây duy nhất ha. 280.000 bao luôn phí ship. Rồi anh em cho em một nút đăng ký để ủng hộ kênh nha. Thì xin chào và hẹn gặp lại.